có tí ở chỗ dưới đây thôi, là cái chỗ cái cửa vô này chứ tí dưới ở trên là chỉ để đến cho nó cao đẹp vậy thôi. Nhà ở mà. Kiến trúc người Chăm. Rất là cầu kỳ luôn. Ba tòa tháp xếp so le nhau. Đấy, cực kỳ cầu kỳ luôn. Đấy.